Tạ. Đây. Thế rồi. Đây, là cái liếm nốt lên thon đây. Gì đây, không gãi nữa, chim đâu? Hết rồi. Cao mà nhìn lên nào, ngăn chậm
Cam đi đái đấy. Chào cả nhà nhé, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ, đăng ký kênh cho Bùn Phát Bắc Giang nhé. Dạ.